Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Triết học của tập đoàn Wanda của tác giả Vương Kiện Lâm. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 3. Đổi mới trở thành bí quyết tối thượng để doanh nghiệp phát triển. Ngày mùng 5 tháng 12 năm 2005, phát biểu tại Học viện Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh đổi mới doanh nghiệp của wanda theo lời mời của học viện quản lý quang hoa đại học bắc kinh vương kiện lâm đã thuyết trình về chủ đề vấn đề đổi mới ở wanda trong quá trình đổi mới của doanh nghiệp quan trọng nhất chủ chốt nhất là đổi mới cái gì vương kiện lâm cho rằng đổi mới mô hình kinh doanh đổi mới mô hình lợi nhuận còn quan trọng hơn nhiều so với đổi mới kỹ thuật và đổi mới ở cấp vật lý doanh nghiệp chỉ có đổi mới mô hình lợi nhuận thì mới có thể giành được càng nhiều thị phần và lợi nhuận và sau đây là bài thuyết trình của vương kiện lâm trước khi thuyết trình tôi xin nói quan điểm trên thế giới bất luận là thành công cá nhân hay thành công của doanh nghiệp đều không có mô hình hay quy luật cố định có hàng vạn con đường và mô hình thành công từ trước tới nay tôi không tin những thứ như bí kíp thành công tuyệt chiêu chiến thắng chỉ đọc những thứ sách đó thì rất khó thành công. Thành công phải dựa vào hiểu biết và nghiên cứu của bản thân. Vì vậy, cũng không nên coi nội dung thuyết trình của tôi ngày hôm nay là tiên dược thành công. Cũng chỉ là một số trải nghiệm trong quá trình phát triển doanh nghiệp của chúng tôi. Quan điểm của tôi là con đường thành công phải tự mình bước đi. Wanda thành lập năm 1988. Hiện nay đã có tài sản là doanh thu hàng năm đạt hơn 10 tỷ tệ năm 2005, chúng tôi nổ thuế hơn 1 tỷ tệ. Ngoài ra, cũng có nhiều điều tự hào khác. Số tiền quyên góp từ thiện của tập đoàn Wanda đứng đầu trong số các doanh nghiệp tư nhân. Các cơ quan như Bộ Dân Chính, Tổng hội Từ Thiện Trung Hoa đều công nhận điều đó. Năm nay, tôi có vinh dự được nhận giải thưởng về từ thiện. Đầu tiên là giải thưởng 10 ngôi sao lớn trong hoạt động công ích toàn quốc. Sau đó đến tháng 11, tôi lại giành được phần thưởng giải từ thiện trung hoa tôn chỉ của chúng tôi là tạo ra của cải phúc lợi xã hội hôm nay vấn đề phát biểu của tôi xoay quanh chủ đề đổi mới doanh nghiệp của wanda kết hợp với thực tiễn nhiều năm phát triển của wanda tôi sẽ kể vài trải nghiệm về đổi mới một la mã cốt lõi của đổi mới là tư tưởng quan niệm đổi mới doanh nghiệp có rất nhiều loại có đổi mới quản lý đổi mới thể chế đổi mới marketing tôi cảm thấy cốt lõi là đổi mới quan niệm cũng chính là giải phóng tư tưởng một khuyến khích tư duy khác biệt văn hóa truyền thống trung quốc nhấn mạnh tới tuân thủ nguyên tắc nhấn mạnh tính bảo thủ nhấn mạnh không hướng về phía trước cây cao hơn rừng chắc chắn bị gió cuột đổ đứng cao hơn mọi người chắc chắn bị xã hội tiêu diệt Kẻ đưa đầu ra sẽ chết trước. Hạn chế tư tưởng này gây ra sự tụt hậu của dân tộc Trung Hoa cận đại. Gần 400 năm nay, những sáng tạo khoa học kỹ thuật quan trọng nhất trên thế giới rất ít có mặt người Trung Quốc. Chúng ta chỉ nói tới vài nghìn năm lịch sử, bốn phát minh lớn, kiểu tư tưởng này đã ngăn cản sự hưng thịnh của dân tộc Trung Hoa. Wanda trong vài năm gần đây phát triển tương đối nhanh, kinh nghiệm quan trọng nhất là có thể giải phóng tư tưởng có tư duy khác biệt. Tập đoàn Wanda thành lập năm 1988, nói đúng ra là con riêng, là công ty do chính quyền khu vực tự thành lập. Khi đó và bây giờ không giống nhau. Hiện nay chỉ cần có đất, có tiền là có thể làm. Nhưng khi đó, ngoài tiền còn cần tem phiếu, cần tới ủy ban kế hoạch xin chi tiêu. Phải dựa trên chi tiêu kế hoạch mới xin được đất. Vì chúng tôi không có chi tiêu kế hoạch nên thành lập được một năm rồi cũng không tìm được dự án tôi nhiều lần tới các cơ quan liên quan để xin công việc khi đó khu chính quyền thành phố bao gồm một khu quân sự quan đông xây dựng kiểu giả cổ rất đẹp trước mặt là một quảng trường lớn vài chục mét vuông nhưng cách đó một con phố là một khu ổ chuột chỉ một lần đi vệ sinh là cả khu ngửi thấy mùi hôi thối vài ngày chính quyền thành phố họp mấy lần để tìm cách cải tạo đã tìm mấy công ty trực thuộc chính quyền thành phố nhưng họ đều không muốn làm. Sở quy hoạch và chính quyền liền chuyển dự án này cho chúng tôi. Tôi lấy dự án này về. Trong công ty mọi người hầu hết đều phản đối. Khi đó công ty chúng tôi có một cô nói xây nhà ở Tây Cương phát triển công ty. Về sau tôi có nói phát triển, phát triển không mở làm sao phát triển được. Sau khi thống nhất tư tưởng với mọi người Chúng tôi phân tích vì sao mấy công ty đều nói là lỗ. Thông qua tính toán nhiều lần, chúng tôi phát hiện theo điều kiện quy hoạch do chính quyền đưa ra, giá nhà cao nhất tại Đại Liên lúc đó là 1.100 tệ, 1 mét vuông. Áp dụng mức giá đó sẽ lỗ. Vì thế các doanh nghiệp bình thường không muốn làm. Về sau, tôi nói 1.100 tệ sẽ lỗ. Chúng ta bán 1.500 tệ 1 mét vuông. Chẳng phải sẽ có lãi sao? Nhưng làm sao bán được giá cao đến thế? Vậy là chúng tôi tìm cách thực hiện bốn đổi mới nho nhỏ. Thứ nhất là xây dựng căn hộ tương đối lớn. Căn hộ nhỏ nhất là 80m2, lớn nhất là 140m2, diện tích bình quân đạt 120m2. Cách làm này khi đó có rủi ro vì quy định là cán bộ cấp cục mới được 90m2, cấp sở được 70m2. Căn hộ lớn như vậy, ban đầu cũng có người phản đối. Thứ hai là thiết kế phòng khách. Khi đó nhà ở đều xây dựng theo kiểu Liên Xô, chỉ là một lối vào chứ không có phòng khách. Điểm đổi mới thứ ba là mỗi nhà đều có phòng vệ sinh. Các bạn có thể không hiểu, nhưng năm 80 của thế kỷ 20, chính phủ quy định cán bộ cấp huyện trở lên mới được nhà ở có phòng vệ sinh riêng. Chính vì chúng tôi làm nhà có phòng vệ sinh nên chính quyền còn yêu cầu tôi cung cấp danh sách những người mua nhà. Thứ tư là làm khung cửa sổ bằng hợp kim nhôm. Nhờ có bốn điểm đổi mới nho nhỏ đó, chúng tôi đã dám bán nhà với giá 1.600 tệ một mét vuông. Không ngờ những đổi mới đó lại đáp ứng yêu cầu của một số gia đình, nhà ở cũ chưa kịp di rời. Thì trong một tháng, hơn 1.000 căn hộ đều đã bán hết, đem lại khoản tiền đầu tiên về cho Wanda. Dự án này Wanda thu lãi 10 triệu tệ, Quan trọng hơn là chúng tôi đã lập ra một kỷ lục, trở thành doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đầu tiên tham gia cải tạo khu dân cư cũ. Từ đó, chúng tôi trở thành một trong những doanh nghiệp cải tạo khu dân cư cũ với diện tích lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. 2. Có tinh thần mạo hiểm. Thế nào là tinh thần đổi mới? Có nhiều cách giải thích, nhưng quan điểm của tôi là tinh thần đổi mới theo một ý nghĩa nào đó là tinh thần mạo hiểm. Trung Quốc xưa có câu: Phú quý hiểm trung cầu. Nghĩa là chỉ có chấp nhận mạo hiểm thì mới đạt được phú quý, không dám mạo hiểm thì không thể phát triển. Từ lịch sử phát triển, có thể thấy Wanda có tinh thần mạo hiểm. Từ năm 1993, chúng tôi đã sang khu vực khác kinh doanh, từ Đại Liên đến Quảng Châu xây dựng. Từ đó Wanda trở thành doanh nghiệp phát triển liên khu vực đầu tiên trong số các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc. Khi đó chúng tôi đến Ba Ngộ, Quảng Châu Chính là khu đất Hoa Nam rất nổi tiếng trong giới bất động sản Vì không có kinh nghiệm nên khi mua đất bị người ta lừa mua đất Lại thêm khác biệt văn hóa miền Nam và miền Bắc Và tâm lý tiêu dùng khu vực không nắm vững Ban đầu nhà bán không tốt lắm Sau này điều chỉnh nhiều lần cũng mất 4 năm Khu dân cư vài trăm ngàn mét vuông Tính ra cũng không kiếm được mấy tiền Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới quyết tâm vươn ra ngoài của chúng tôi. Năm 1998, chúng tôi lại tới Thành Đô và Thường Xuân. Năm 1999, bắt đầu dần dần mở rộng. Hiện nay Wanda có công ty dự án tại gần 30 thành phố, trở thành công ty bất động sản có mặt ở nhiều khu vực nhất. Đến năm 2000, chúng tôi quyết định làm bất động sản thương mại. Khi đó nhiều người không tán thành Thậm chí còn có một doanh nhân nổi tiếng đã phê phán chúng tôi làm ăn không trung thực. Theo cách nhìn của họ, doanh nghiệp bất động sản thì chỉ có làm nhà, bán nhà. Chúng tôi cảm thấy bất động sản thương mại rất khó, nhưng càng khó thì cạnh tranh càng ít, nhờ thế cơ hội thành công lại cao hơn, không gian kiếm lời lớn hơn. Vì thế, chúng tôi nhất quyết bước vào kinh doanh bất động sản thương mại, cũng có tinh thần mạo hiểm trong đó. Vì chúng tôi dám làm, dám thử, nên qua 4 năm phát triển, Wanda đã trở thành doanh nghiệp đi đầu trong ngành bất động sản thương mại ở Trung Quốc. Tinh thần mạo hiểm và làm liều có sự khác biệt. Tinh thần mạo hiểm là có nghiên cứu, có chuẩn bị nhưng chưa nắm vững, dám làm, dám thử. Làm liều là không có mục tiêu. Không có nghiên cứu, làm tùy tiện. 3. Đổi mới không sợ thất bại. Đổi mới nghĩa là tinh thần mạo hiểm. Tinh thần mạo hiểm nghĩa là có rủi ro có rủi ro nghĩa là có thất bại hơn nữa có thể gặp phải rất nhiều thất bại chỉ có không sợ thất bại mới đạt được thành công nhưng đổi mới mà chỉ không sợ thất bại thì hoàn toàn không đủ quan trọng là phải rút ra bài học từ thất bại tổng kết tiến bộ mỗi lần ngã là một lần bước giải thì mới đạt được thành công tôi từng nói một câu người tiên phong phần lớn trở thành liệt sĩ rất ít trở thành tiên phong vậy người tiên phong và liệt sĩ có gì khác nhau khác nhau ở chỗ ai có thể tổng kết kinh nghiệm từ thất bại nếu không sẽ thành liệt sĩ thôi từ thực tiễn kinh nghiệm phát triển của wanda xem xét thì cũng như vậy dự án bất động sản thương mại đầu tiên của chúng tôi đã thất bại dự án này ở thường xuân chúng tôi cho rằng mời doanh nghiệp bán lẻ quốc tế hàng đầu walmart tới làm cửa hàng lớn là được walmart thương hiệu mạnh như vậy mà siêu thị walmart có lưu lượng khách lớn, nhất định sẽ thu lời. Khi đó, dự án ở Thường Xuân bán được mấy chục cửa hàng, có hàng trăm người xếp hàng, bán rất đắt, 30.000 tệ một mét vuông, vừa đưa ra bán đã tranh nhau mua hết. Nhưng về sau phát sinh vấn đề, vì giá bán cao nên thực tế tiền thuê có thể thu về tương đối thấp, tỷ suất lợi nhuận không đủ. Vì vậy mà một số chủ cửa hàng bắt đầu lên tiếng có người viết bài gửi cơ quan truyền thông phê phán chúng tôi khởi đầu không thuận lợi dự án đầu tiên đã gặp phải vấn đề lớn như thế nhiều người trong công ty cũng hỏi tại sao nhất định phải làm bất động sản thương mại lúc đó nếu tôi quay đầu thì không thể có thành công về bất động sản thương mại như hôm nay chúng tôi phân tích nhiều lần nhận thấy đường đi đã đúng chỉ có phương pháp gặp vấn đề giá bán cao quá chúng tôi liền áp dụng hai biện pháp Thứ nhất là giảm giá. Thứ hai là đàm phán lại với người mua cửa hàng. Chúng tôi trả lại 2 năm tiền thuê. Làm như vậy, ngoài việc xem xét tới mặt đổi mới, còn có một nguyên nhân là để bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp của chúng tôi. Về sau, chúng tôi lại xây dựng thêm 5 trung tâm thương mại nữa. Trung tâm đầu tiên do bán giá cao nên sinh chuyện. Loạt dự án thứ hai, khi bán giá thấp hơn một chút là không vấn đề gì nhưng lại có chủ cửa hàng ở hai dự án gây chuyện. Chúng tôi phân tích nghiên cứu, phát hiện ra hai nguyên nhân. Thứ nhất là cửa hàng chúng tôi bán đều có diện tích nhỏ, 20 đến 30 mét vuông, gây ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của trung tâm. Có thể bên này kinh doanh quần áo, ngay cạnh lại bán mì nên hiệu quả kinh doanh tổng thể không tốt. Thứ hai là mọi dự án thương mại đều có thời gian khởi đầu. Bất kỳ trung tâm thương mại nào đều phải mất khoảng 3 năm nuôi dưỡng mới có thể biết đến nhiều, nhưng các chủ doanh nghiệp nhỏ không chịu nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thị trường. Năm đó, họ muốn tiền thuê đạt lợi nhuận từ 8% trở lên mới được. Họ có thể cùng anh hưởng vinh quang nhưng không thể cùng anh chịu khổ. Vì thế, chúng tôi quyết định khi làm trung tâm thương mại không thể dựa vào con đường bán cửa hàng. Từ năm 2004 bắt đầu xây dựng dự án chỉ cho thuê mà không bán Tiếp theo ngay sau đó năm 2004 lại có một đợt điều chỉnh chính sách vĩ mô xếp bất động sản thương mại vào một trong số các ngành không cho phép vay vốn. Gặp vấn đề như vậy, Wanda lại tìm đường huy động vốn từ thị trường vốn quốc tế. Thông qua nỗ lực hơn một năm, chúng tôi đã thành công. Phát triển bất động sản thương mại ở Wanda chính là thông qua ba bước đổi mới, thất bại và tổng kết kinh nghiệm Hiện tại Wanda đã có 21 trung tâm thương mại trên toàn quốc, trong đó đã khai trương 12 trung tâm, đang xây dựng 9 trung tâm, tổng quy mô trên 3 triệu mét vuông. Đến cuối năm 2006, thu nhập từ tiền thuê trung tâm thương mại của chúng tôi vượt qua mức 1 tỷ tệ, trở thành nguồn lợi nhuận ổn định của tập đoàn Wanda. Mục tiêu của chúng tôi là tới năm 2010, trên cả nước xây dựng ít nhất 50 trung tâm thương mại diện tích đạt 70 triệu mét vuông, doanh thu từ tiền thuê đạt mức 5 tỷ tệ. Nếu thực hiện được mục tiêu này, chúng tôi không chỉ dẫn đầu trong nước mà còn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Hai là mã, đổi mới là quá trình liên tục hoàn thiện một đổi mới diễn ra từng bước đổi mới doanh nghiệp không phải là chủ nghĩa ý tưởng cũng không phải là linh cảm mọi đổi mới trong doanh nghiệp đều được hoàn thiện dần từ thực tiễn sau khi chúng tôi có con đường đổi mới bất động sản thương mại đầu tiên là học tập cách làm của nước ngoài thứ nhất là thấy các trung tâm thương mại ở nước ngoài đều ở xa vì văn hóa dùng xe hơi của họ thứ hai là diện tích của họ rất lớn Dân số nước ngoài ít, đất còn tương đối rẻ, chính phủ nhiều nước Âu Mỹ để thu hút đầu tư vào trung tâm thương mại đã bán đất giá thấp, thậm chí cho không đất. Chúng tôi nhận thấy ở Trung Quốc xe hơi ít, cũng không thể có đất miễn phí, bắt buộc phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của Trung Quốc để phát triển. Thế hệ trung tâm thương mại đầu tiên của chúng tôi phát triển từ số 0, là một tòa nhà 50.000 50 m2. Tầng 1 là quần áo quà tặng, Tầng 2, 3 là của Walmart. Tầng 4 là khu người bán hoặc dạp chiếu phim. Xây dựng trung tâm thương mại chỉ có một tòa nhà như vậy. Về sau phát hiện không phù hợp, Walmart làm ăn rất tốt. Trong khi vị trí trung tâm thương mại của chúng tôi là rất tốt. Nguyên nhân là gì? Chúng tôi liền tiến hành nghiên cứu thị trường, phát hiện lưu lượng khách đến Walmart rất lớn. Nhưng người từ Walmart ra là đi mất, không đi xem các cửa hàng khác. Thông qua nghiên cứu thị trường và phân tích phán đoán, chúng tôi phát hiện khách hàng mục tiêu không chính xác, cấp độ tiêu dùng không hợp lý. Những người vào Walmart đại đa số đều có thu nhập trung bình thấp, phần nhiều là người già hoặc người nội trợ, chủ yếu mua sắm đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Bộ phận khách hàng này không phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu của các cửa hàng còn lại. Chúng tôi nhận thấy chỉ có Walmart thì không đủ, Khách hàng họ thu hút được không giúp gì nhiều cho các cửa hàng xung quanh. Vì thế, chúng tôi lại cải tiến, rồi cho ra trung tâm thương mại thế hệ thứ hai, bao gồm nhiều cửa hàng tổng hợp, có bách hóa, siêu thị, dạp chiếu phim, khu làm đẹp, khu đồ điện tử. Mỗi dự án có khoảng 6 đến 10 cửa hàng chủ lực thuộc các loại hình kinh doanh khác nhau. Như vậy có thể ngăn ngừa tình trạng chỉ có một cửa hàng chủ lực. Khách hàng mục tiêu không phù hợp. Nhưng lại phát sinh vấn đề mới. Trung tâm thương mại thế hệ thứ hai này sau khi làm xong 6 trung tâm phát hiện tỷ suất sinh lời không cao, cửa hàng chủ lực mặc dù có khả năng ngừa rủi ro cao, trả tiền thuê ổn định, nhưng tỷ suất sinh lời quá thấp. Thế là đến nửa cuối năm 2004, chúng tôi bắt đầu lấy Ninh Ba, Thượng Hải, Bắc Kinh làm những nơi tiêu biểu. Cũng chính là các trung tâm thương mại thế hệ thứ ba mà chúng tôi nói đến. Trong đó 50 đến 60% là cửa hàng chủ lực, 40 đến 50% là cửa hàng nhỏ dọc lối đi bộ. Kinh doanh bán lẻ chiếm 60%, 40% còn lại là vui chơi giải trí, ăn uống, văn hóa. Cách thiết kế này vừa đảm bảo ngăn ngừa rủi ro đầu tư, vừa nâng cao tỷ suất sinh lời đầu tư. Trung tâm thương mại thế hệ thứ ba mà chúng tôi sáng tạo ra, không những chúng tôi tự cảm thấy tốt mà còn được những người cùng ngành trên thế giới tán thưởng. Qua thực tiễn của Wanda, tôi nhận thấy bất cứ đổi mới nào trong doanh nghiệp đều là quá trình hoàn thiện dần dần từ thực tiễn, tuyệt đối không phải theo chủ nghĩa ý tưởng. Vậy tại sao những chuyên gia ý tưởng hiện nay lại không còn được chuộng như trước nữa? Rất lâu từ trước đây, tôi đọc được một cuốn sách có tên Chỉ điểm Giang Sơn, hiện nay còn được nữa không? Hai, thành quả đổi mới là nhờ người kiên trì. Rất nhiều phương hướng đổi mới không tồi, phương pháp cũng không sai, nhưng cuối cùng không đạt được thành công. Nguyên nhân rất quan trọng là do không có tinh thần kiên trì đến cùng. Tôi lấy một ví dụ, vài năm gần đây, giá vàng quốc tế đang tăng. Một người tôi quen biết rất là quan về ngành này, muốn mở mỏ khai thác. Đối với doanh nghiệp của anh ta, đây là một bước đổi mới từ một ngành chuyển sang ngày khác anh ta tìm chuyên gia kỹ thuật đi sơn đông tìm mỏ vàng đào hai mỏ đều tới hơn 200 mét mà không tìm thấy vàng anh ta cho rằng như vậy không được liền bán các mỏ này cho người khác với giá rất rẻ hai doanh nghiệp kia đào thêm 20 mét nữa vậy là tìm thấy vàng có phải chỉ vì anh ta không may không đương nhiên không phải mà là vì anh ta không kiên trì đến cùng Ví dụ anh ta làm thêm một tuần nữa, thêm 20 mét nữa thì người phát tài là anh ta rồi. Wanda làm trung tâm thương mại cũng như vậy. Ban đầu chúng tôi làm các cửa hàng đơn lẻ, cửa hàng tổng hợp rồi sau đó tới trung tâm thương mại thế hệ thứ ba. Nếu như không có tinh thần kiên trì bền trí thì sẽ không có ngày hôm nay. Tôi tin rằng có tư tưởng đổi mới tốt, có phương pháp đổi mới đúng, có thêm chút tinh thần kiên trì thì nhất định sẽ thành công. Ba La Mã, mấu chốt của đổi mới là mô hình kinh doanh. Những người sáng tạo ra lý luận đổi mới trên toàn cầu là nhà kinh tế học người Mỹ nổi tiếng Joseph Schumpeter. Ông đã từng nói một câu nổi tiếng: Sáng tạo là động lực căn bản để phát triển doanh nghiệp. Vậy trong quá trình đổi mới của doanh nghiệp, quan trọng nhất, chủ chốt nhất là đổi mới cái gì? Tôi cho rằng đổi mới mô hình kinh doanh đổi mới mô hình lợi nhuận còn quan trọng hơn nhiều so với đổi mới kỹ thuật và đổi mới ở cấp quản lý doanh nghiệp chỉ có đổi mới mô hình lợi nhuận thì mới có thể giành được càng nhiều thị phần và lợi nhuận ngành bất động sản có hai đặc điểm ngành thứ nhất là không có công nghệ cốt lõi gọi là không có công nghệ cốt lõi chính là chỉ ngành bất động sản trên thực tế là một ngành thích hợp tin học hóa dùng thiết bị của người khác vật liệu xây dựng của ai tốt thì dùng của người đó bất động sản là một ngành tích hợp không có công nghệ cốt lõi của riêng mình thứ hai là không có quyền sở hữu trí tuệ anh làm ra thứ gì tốt thì một tháng sau nhất định có người học theo anh vẫn không thể kiện họ chính vì hai đặc điểm này nên ngành bất động sản không giống các ngành khác có thể một chiêu hiếm có kiếm ăn khắp nơi có thể chiếm lĩnh thị trường trong thời gian dài vì thế một điểm vô cùng quan trọng là sáng tạo mô hình kinh doanh. 1. Thế nào gọi là đổi mới trong bất động sản thương mại? Đổi mới trong bất động sản thương mại của Wanda có hai lý do. Thứ nhất là chúng tôi yêu cầu phát triển doanh nghiệp lâu dài. Wanda quốc tế phát triển dài lâu là cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp của Wanda. Tập đoàn Wanda là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước về bất động sản công bố mục tiêu phát triển lâu dài doanh nghiệp bất động sản không phải là doanh nghiệp tồn tại mãi mãi thông thường chỉ sau mấy chục năm là nhiều doanh nghiệp sẽ chuyển đổi nhưng chúng tôi có niềm tin phát triển doanh nghiệp lâu dài không phải ngành bất động sản làm lâu dài mà là doanh nghiệp của chúng tôi kinh doanh lâu dài wanda quốc tế là tư tưởng của chúng tôi thứ nhất đối tác của chúng tôi mang đẳng cấp quốc tế thứ hai chúng tôi cần thể hiện tại thị trường vốn quốc tế thứ ba Wanda đặt mục tiêu cuối cùng là phát triển ra nước ngoài, không thỏa mãn làm doanh nghiệp đứng đầu ở một hai ngành nào đó trong nước. Sau khi chúng tôi đưa ra khẩu hiệu phát triển lâu dài, liền tiến hành phân tích doanh nghiệp phát triển lâu dài có những tiêu chuẩn gì? Có 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất, cần có chế độ quản lý doanh nghiệp hiện đại. Thứ hai, cần có văn hóa doanh nghiệp ưu việt. Thứ ba, cần có cơ sở vật chất vững mạnh mô típ doanh nghiệp mỗi năm thu lời vài triệu tệ không thể hô hào phát triển lâu dài. Nhất định phải có cơ sở vật chất vững mạnh. Cơ sở vật chất vững mạnh được chúng tôi tổng kết trong một câu là dòng tiền dài hạn ổn định. Ngành nghề nào có thể mang lại dòng tiền dài hạn ổn định đây? Phân tích nhiều lần, chúng tôi thấy ngành cho thuê bất động sản là ổn định nhất. Vì thế, chúng tôi quyết định làm trung tâm thương mại quy mô lớn. Thứ hai là tìm nơi sản sinh lợi nhuận mới. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận ban đầu của Wanda không đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Năm 2000, bất động sản phát triển tương đối mạnh, một chu kỳ phát triển mới đã hình thành. Lúc đó, các doanh nghiệp hàng đầu trong mọi ngành đều gia nhập thị trường bất động sản. Haier làm bất động sản, Lenovo làm bất động sản, Hongta làm bất động sản, Luneng làm bất động sản lúc đó chúng tôi nghĩ tới câu nói của một triết gia khi mọi người đều cùng làm một việc thì việc đó là việc nguy hiểm mọi người đều chen nhau đi qua một cây cầu gỗ nếu không tốt thì cả đám người có thể lộ nhào hết tôi nói chúng ta chuyển sang đường đi khác thôi xuất phát từ đó wanda gia nhập hai ngành một là trung tâm thương mại hai là kinh doanh văn hóa hai bất động sản thương mại theo đơn hàng là cống hiến cho Trung Quốc. Bất động sản thương mại theo đơn đặt hàng có bốn mặt. Thứ nhất là thỏa thuận hợp tác. Những hộ thuê của chúng tôi đầu tiên ký kết thỏa thuận hợp tác với chúng tôi. Chứng minh tôi muốn làm ăn dài hạn. Lần đầu tiên chúng tôi đàm phán với Walmart, họ không chấp nhận. Walmart từ trước tới nay trên toàn cầu không ký kết thỏa thuận. Cửa hàng của họ tại Mỹ, phần lớn là tự đầu tư rất ít khi đi thuê. Chúng tôi nói các anh không ký kết trên toàn cầu, ký kết ở Trung Quốc thì sợ cái gì? Thuyết phục tới 2 năm, cuối cùng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển. Sau đó mở rộng ra mỗi doanh nghiệp đều ký thỏa thuận hợp tác phát triển. Thứ hai là tiền thuê trung bình. Trong khi đàm phán dự án tại Trường Xuân, tôi đã có ý tưởng như thế này. Một hợp đồng phải đàm phán trong hơn 8 tháng, khiến người ta phải đau đầu làm thế nào để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh chóng sau này chúng tôi quyết định áp dụng phương pháp tiền thuê trung bình trong cả nước trừ bắc kinh thượng hải các thành phố khác đều áp dụng mức tiền thuê trung bình thứ ba là cùng nhau thiết kế chúng tôi lựa chọn địa điểm đầu tiên tiến hành quy hoạch cân bằng nhu cầu của mọi người căn cứ vào lượng nhu cầu đặt hàng thứ tư là thuê trước xây sau sau khi xây dựng vài tháng bắt đầu tính tiền thuê. Bất luận anh có mở cửa hàng hay không thì lợi nhuận của tôi cũng không bị ảnh hưởng. Bất động sản đặt hàng đối với xã hội có bốn lợi ích. Đầu tiên là tạo thêm công an việc làm. Trung tâm thương mại là ngành nghề tập trung lao động. Một trung tâm thương mại tuyển dụng ít nhất 5.000 người, nhiều thì 10.000 người. Hơn nữa đều là vị trí công việc mới. Các doanh nghiệp ở Âu Mỹ chỉ cần có thể duy trì việc làm là sẽ được ưu ái. Nếu tạo ra việc làm mới thì còn được hưởng chính sách ưu đãi hơn. Căn cứ theo tốc độ phát triển, trung tâm thương mại hiện tại mỗi năm ít nhất có thể tạo ra 30.000 việc làm mới. Thứ hai là tăng thêm nguồn thuế mới. Mỗi trung tâm thương mại mỗi năm nộp thuế thêm vài chục triệu tệ. Thứ ba là tạo thuận tiện cho người tiêu dùng. Trung tâm thương mại của chúng tôi có rất nhiều loại hình kinh doanh như bán lẻ, dạp chiếu phim, đồ gia dụng, sách báo, ăn uống, vui chơi giải trí. Là một trung tâm thương mại tổng hợp, tập trung cả mua sắm, vui chơi giải trí, giao lưu vào cùng một nơi. Vừa vui chơi giải trí lại có thể nói chuyện giao lưu với nhau. Thứ tư là trung tâm thương mại trở thành một kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố. Wanda sáng tạo ra mô hình kinh doanh, nhờ đó cũng được nhận xét tốt từ Bộ trưởng Bộ Xây dựng Uông Quang Đào. Tháng 8 năm nay, bộ trưởng uông cùng phó thủ tướng tăng bỗ diễm đã tới đại liên tham gia hội nghị nghiên cứu bất động sản toàn quốc có nói một câu wanda mới chính là một doanh nghiệp bất động sản đích thực khi đó ông đã nêu ra một vấn đề thế nào là doanh nghiệp bất động sản trung quốc thế nào là doanh nghiệp bất động sản ngoại quốc mọi người đều không ai dám trả lời sau đó ông nói doanh nghiệp bất động sản ngoại quốc là bất động sản doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc là doanh nghiệp phát triển, chỉ biết xây nhà, bán nhà. Doanh nghiệp bất động sản sở hữu nhiều bất động sản mới có thể coi là doanh nghiệp bất động sản đích thực. Trong 2-3 năm nay, lợi nhuận của Wanda chủ yếu đến từ dòng thu nhập ổn định. Do nhờ mô hình kinh doanh do chúng tôi sáng tạo ra, cũng thu được lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp. Hiện nay, hơn 20 trung tâm thương mại của chúng tôi, không nói về tiền mặt, chỉ nói tăng giá trị tài sản cũng lên tới hơn 2 tỷ tệ. Ví dụ như dự án khu phố mới Nam Kinh, một khu đất ở thành phố Nam Kinh, sau khi một doanh nghiệp mua được do hạn chế quy hoạch chỉ được làm bất động sản thương mại nên họ không dám làm. Chúng tôi mua lại khu đất đó với giá 67 triệu tệ một mẫu. Hiện nay đến giá 20 triệu tệ cũng không mua nổi. Chính vì chúng tôi đã sớm lĩnh ngộ về bất động sản thương mại nên đã xây dựng rất nhiều trung tâm thương mại trong cả nước. Chỉ riêng bất động sản tăng giá đã thu được rất nhiều lợi nhuận rồi. Bất động sản đặt hàng quan trọng nhất là cống hiến cho ngành nghề. Thứ nhất là hướng dẫn ngành nghề hạn chế đầu tư mổ quáng. Bất động sản đặt hàng là do các doanh nghiệp bán lẻ quyết định có phát triển ở nơi đó không. Nếu trong bán kính 500m xung quanh có trung tâm thương mại với loại hình kinh doanh tương tự thì họ nhất định không dám bỏ tiền thuê diện tích kinh doanh ở nơi đó. Làm như vậy là đầu tư trùng lập. Ngoài ra, bất động sản theo đặt hàng còn có thể đảm bảo không gây ra đầu tư không hiệu quả, không thể có chuyện xây xong rồi, không thể cho thuê. Đại Liên có hai doanh nghiệp trong phạm vi cách nhau 200m, xây dựng hai trung tâm thương mại lớn diện tích 150.000m2 kết quả hai doanh nghiệp này đua nhau hạ giá để cạnh tranh cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến tiền thuê ở đại liên chỉ bằng một nửa so với ở các thành phố lớn khác trong khu đông bắc thứ hai là giảm thiểu lãng phí nguồn nhân lực bất động sản chiếm lượng nguồn lực lớn của trung quốc cho dù anh có tiền xây lên trung tâm thương mại nếu không thu hút được ai tới kinh doanh cửa hàng để chống nguồn lực rất lãng phí có hai dự án từng nhờ chúng tôi tới giúp, thu hút doanh nghiệp. Một trung tâm thương mại ở Đông Hoàn, Quảng Châu. Còn có một trung tâm thương mại nữa, đó là Tung Giang Man ở Thượng Hải. Lúc đó, nếu có thể lấp đầy diện tích thuê, thì sẽ cho chúng tôi 20% cổ phần. Tôi xem xong liền nói, không cần 20% cổ phần này, anh thiết kế theo yêu cầu của tôi. Tôi đưa anh tiền đặt cọc. Điều kiện là nhanh chóng phá bỏ hết và xây lại Tiếc là cả hai công ty đều không nghe tôi Vậy nên đều đã phá sản cả Chính nhờ cống hiến của bất động sản thương mại đặt hàng cho Trung Quốc Nên năm 2003, 2004 Liên hiệp thương mại Trung Quốc Hiệp hội kinh doanh trực tuyến đã bình xét và chọn bất động sản thương mại theo đặt hàng định ra phương hướng đầu tư vào bất động sản thương mại là một trong 10 sự kiện lớn trong ngành. Bốn La Mã Năng lực đổi mới phải dựa vào cơ chế Điều quan trọng khi đổi mới là phải hình thành năng lực đổi mới lâu dài Năng lực này hình thành như thế nào? Chúng tôi đã trải nghiệm hai điểm Điểm thứ nhất, hình thành chế độ đảm bảo đổi mới Từ năm 2003, Wanda đã mời các hãng tư vấn quốc tế Tiến hành nâng cao toàn diện hình thành bộ chế độ lên tới chục ngàn trang Mỗi năm Wanda đều chọn ra dự án đổi mới Công ty nào được bình chọn sẽ nhận được khích lệ tinh thần và phần thưởng vật chất lớn Đồng thời chúng tôi còn khuyến khích nhân viên Nêu kiến nghị yêu cầu nhân viên mỗi năm phải đưa ra một kiến nghị Jackwell đã từng nói một câu Có ý tưởng chính là anh hùng Đại hội hàng năm chúng tôi đều long trọng biểu dương những người đổi mới Điểm thứ hai, hình thành văn hóa đổi mới đổi mới ở wanda có hai đặc điểm thứ nhất không dựa vào động lực bên ngoài mà dựa vào nội lực theo đuổi sự vượt trội để thúc đẩy thứ hai không chỉ dựa trên các cấp quản lý để huy động mà xây dựng văn hóa toàn thể nhân viên tham gia đổi mới điều này đã giúp wanda hình thành truyền thống đổi mới wanda là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước tham gia cải tạo khu dân cư cũ là doanh nghiệp đầu tiên chuyển vùng để kinh doanh là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành bất động sản đưa ra cam kết, là doanh nghiệp bất động sản duy nhất được Bộ xây dựng biểu dương, là doanh nghiệp bất động sản đầu tiên đưa ra khẩu hiệu phát triển lâu dài, là doanh nghiệp đầu tiên phát triển bất động sản thương mại, là doanh nghiệp đầu tiên đưa ra nhiều thứ tạo ra rất nhiều thứ đầu tiên trong ngành, cho thấy Honda đã hình thành văn hóa và truyền thống đổi mới của riêng mình. Chỉ cần Honda giữ vững năng lực đổi mới trong vòng 5 năm. Chúng tôi hoàn toàn có thể vươn tới nhóm 10 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực trung tâm thương mại của thế giới. Trong lĩnh vực kinh doanh văn hóa ở Trung Quốc, chúng tôi chiếm thị phần lớn, ngành kinh doanh nhà ở của chúng tôi tiếp tục đảm bảo vị trí dẫn đầu trong cả nước. Wanda có thể trở thành một doanh nghiệp siêu cấp của Trung Quốc, một doanh nghiệp đẳng cấp thế giới. Năm La Mã Đổi mới, cần hợp lý và phù hợp Một không thể đổi mới chỉ để đổi mới mục đích đổi mới là gì không phải đổi mới chỉ để đổi mới không phải để nổi tiếng mà đổi mới cũng không phải đổi mới để giành giải thưởng càng không phải vì lợi ích mà đổi mới ví dụ đổi mới trong tiếp thị bất động sản một số người tuyên truyền rằng không có nhà nào không thể bán chỉ có chính sách không phù hợp còn có người khoe khoang hơn bản chất là bán nhà ở nhưng lại nói rằng bán cho bạn một phong cách sống là một căn nhà có phong cách châu âu liền nói rằng giúp bạn trải nghiệm cuộc sống ở tây ban nha italia chính vì những sai lầm trong đổi mới đó nên các quảng cáo tiếp thị về bất động sản nhiều năm liên tục bị cho là quảng cáo sai lệch khiếu nại về bất động sản cũng nhiều năm liên tục nằm trong nhóm nhiều khiếu nại nhất cả nước dẫn đến mức độ tín nhiệm đối với ngành bất động sản trong nước ngày càng thấp hơn Wanda cũng làm về bất động sản, cũng nhấn mạnh đổi mới trong tiếp thị bất động sản. Nhưng chúng tôi biết rõ mục tiêu đổi mới của mình là gì? Là để doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận cao trong dài hạn. Định vị như vậy giúp chúng tôi không cường điệu mà đi theo con đường bình thường. Đầu tiên là tiếp thị trung thực. Năm 1996, chúng tôi là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước đưa ra ba lời cam kết nổi tiếng. Thứ nhất là đảm bảo không dò, không rột. Có chỗ dò gì sẽ đền bù 30.000 tệ. Thứ hai, chúng tôi đảm bảo bán nhà đúng như diện tích đã báo. Nếu diện tích nhà thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận, thiếu một, chúng tôi đền ba. Thứ ba, trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao nhà, có thể đổi trả bất cứ lúc nào. Ba lời cam kết này tạo nên bước đột phá lớn trong ngành. Chính nhờ chúng tôi kiên trì tiếp thị trung thực, nên tháng 6 năm 2000, được bộ xây dựng chọn là điển hình bán hàng uy tín là doanh nghiệp duy nhất trong ngành được nhận vinh dự này tiếp theo wanda rất coi trọng chất lượng sản phẩm bất động sản là sản phẩm có giá trị cao nhất trong mọi loại sản phẩm thời gian sử dụng dài nhất về căn bản là dùng để ở tiêu chuẩn quốc gia có mức đạt tiêu chuẩn wanda đưa ra khẩu hiệu chất lượng là căn bản không làm sản phẩm không đạt yêu cầu toàn bộ các công trình đều đạt chất lượng cao tự mình tạo áp lực cho mình. Cuối cùng là bán với mức giá hợp lý, để người mua còn không gian để nâng cao giá trị. Nhờ chất lượng và thương hiệu của Wanda, một căn nhà có thể bán với giá 10.000 tệ một mét vuông. Chúng tôi chỉ bán giá 9.000, thị trường có thể bán với giá 5.000 tệ. Chúng tôi chỉ bán giá 4.500 tệ, để lại một phần lợi ích cho người mua. Đây chính là ba điều trung thực của chúng tôi. Tạo ra hai hiện tượng, Thứ nhất là hiện tượng không có nhà trống. Mỗi năm Wanda xây dựng từ 2 triệu mét vuông trên cả nước. Tính tới nay, không có nhà trống dựa trên tiêu chuẩn của Bộ xây dựng, 12 tháng sau khi xây dựng xong mà không thể bán được thì được gọi là nhà trống. Thứ hai, tạo ra hiện tượng nhà đã qua sử dụng của Wanda. Nhà do Wanda xây dựng mấy chục năm, tất cả nhà đã qua sử dụng đều đắt hơn nhà mới. Ví dụ, 20 năm trước chúng tôi xây dựng khu dân cư công viên Hương Hải. Năm đó bán với giá 2.800 tệ một mét vuông. Bây giờ bán với giá 5.000 tệ. Còn có khu nhà Tinh Hải, năm đó bán với giá 4.500 tệ một mét vuông. Hiện nay cái giá 8.000 tệ cũng không mua nổi. Có giá mà không có thị trường. Không chỉ ở Đại Liên, các khu dân cư Wanda tại các thành phố khác Chúng tôi xây dựng khu ấn tượng ven sông ở Thành Đô năm 2002. Khi đó bán với giá 5.000 tệ một mét vuông, hiện nay đã bán với giá 10.000 tệ rồi. Năm ngoái chúng tôi xây dựng Wanda Plaza tại Bắc Kinh. Ban đầu là 10.000 tệ một mét vuông, bây giờ đã lên tới 18.000 tệ. Vì chúng tôi lúc đó để lại một phần lợi ích cho người mua nên đã tạo ra hiện tượng nhà ở qua sử dụng của Wanda. Năm 2004, công ty chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra Phát hiện gần 50% khách hàng là khách hàng cũ đã mua nhà nhiều lần hoặc được giới thiệu để mua. Nhiều nhất là có một khách hàng đã mua nhà của chúng tôi 8 lần. Ông ấy cảm thấy mua nhà của Wanda được đảm bảo. 17 năm lịch sử đã chứng minh trong ngành bất động sản rất khó xây dựng lòng trung thành của khách hàng, Wanda vẫn có thể làm nên kỳ tích đó. 2. Không nên đổi mới quá mức. Triết học nói rằng Chân lý và sai lầm chỉ cách nhau một bước Doanh nghiệp đổi mới không phải càng nhiều càng tốt Hàm lượng kỹ thuật càng cao càng tốt Ví dụ, ở Mỹ có công ty vệ tinh Đã đầu tư hàng chục tỷ đô la để phòng 60 vệ tinh Bao phủ 95% bề mặt trái đất Chỉ không bao phủ một khu vực ở Thái Bình Dương Mỗi trạm điện thoại 200.000 tệ Mỗi tháng chi phí 2.000 đô la Nhưng vì quá sớm, thị trường không thể chấp nhận Toàn thế giới mới chỉ bán 200.000 điện thoại di động Về sau không có cách nào khác Đành tuyên bố phá sản và phá hủy các vệ tinh Wanda cũng có bài học tương tự Chúng tôi xây dựng một khu dân cư ở Trường Xuân Có tên Trường Xuân Minh Châu Có nhiều đổi mới Chúng tôi mời rất nhiều chuyên gia Ở khắp nơi về quy hoạch xây dựng Lại còn thêm nhiều công trình phụ trợ và cây xanh Khi mở bán thì bán bằng giá thành Tại sao lại bán bằng giá thành xây dựng? Vì chúng tôi muốn tạo không khí náo nhiệt. Kết quả ngày mở bán, hơn 1.000 người xếp hàng. Trong một tuần, đã bán hết 800 căn hộ, tạo nên kỷ lục bán hàng. Hiện nay các căn hộ này vẫn bán tốt, nhưng không có lợi nhuận. Vì tôi nhìn nhận sai triển vọng của thị trường bất động sản ở Trường Xuân. Chúng tôi chắc chắn thị trường tăng trưởng mỗi năm 10%, nhưng không ngờ đã 7 năm rồi, giá nhà ở đây chỉ tăng 100 tệ dự án bất động sản này đổi mới rất nhiều có danh tiếng bán hàng tốt nhưng không có lợi nhuận điều này cho thấy đổi mới cần có mức độ nếu không sẽ có tác dụng ngược hôm nay tôi kết hợp thực tiễn hơn chục năm của wanda để thảo luận vài điểm như trên nếu có chỗ nào không phù hợp mời các bạn có ý kiến cảm ơn các bạn Tiếp theo khoxanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài phát biểu của Vương Kiện Lâm tại Đại học Thành Hoa vào ngày 25 tháng 4 năm 2012. Lợi thế cạnh tranh trong đổi mới ở Wanda Ngày 25 tháng 4 năm 2012, Vương Kiện Lâm theo lời mời từ Đại học Thanh Hoa đã lên giảng đường học viện quản lý kinh tế Đại học Thanh Hoa để phát biểu về đề tài đổi mới và lợi thế cạnh tranh Ví dụ từ Wanda Trong khi phát biểu, Vương Kiện Lâm đã khuyến khích các bạn sinh viên Dám làm, dám thử, dám làm những việc người khác không dám Dám nghĩ những gì người khác chưa từng nghĩ tới Một la mã, quá trình phát triển của Wanda Wanda thành lập năm 1988 Bắt đầu bằng số vốn đăng ký 500.000 tệ Qua 24 năm phát triển, hiện nay đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong số các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Bốn chỉ tiêu cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm tài sản, thu nhập, lợi nhuận và nộp thuế đều xếp hàng đầu trong số các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Năm ngoái, Wanda đã tạo ra 89,6 nghìn việc làm, chiếm 0,8% số việc làm mới trong cả nước, trong đó 20 nghìn sinh viên đại học có việc làm. Liên tục nhiều năm dẫn đầu trong số các doanh nghiệp tạo ra việc làm mới và thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học. Trong 24 năm, Wanda đã quyên góp số tiền lên tới 2,8 tỷ nhân dân tệ. Năm 2011, đã quyên góp 260 triệu nhân dân tệ. Bất luận là tổng số tiền hay số tiền quyên góp mỗi năm đều dẫn đầu trong các doanh nghiệp cả nước. Wanda phát triển tốt như vậy Trước hết là nhờ quốc gia đã xây dựng một nền tảng lớn. Kinh tế Trung Quốc trong 30 năm đạt tốc độ phát triển 9,5%, tạo không gian phát triển rộng rãi cho các doanh nghiệp. Thứ nữa là Wanda có thể phát triển từ một doanh nghiệp tư nhân. Nguyên nhân căn bản là nhờ tinh thần đổi mới. Lịch sử của Wanda chính là lịch sử đổi mới liên tục. Trong vài năm gần đây, tôi từng nói một câu, tiền tài nào cũng cần mạo hiểm. Mọi thành công ngoài tri thức và sự chuyên cần một phần vô cùng quan trọng là dám làm dám thử dám làm dám thử và làm bừa không giống nhau dám làm dám thử là phải nhìn nhận rõ ràng rồi mới làm không sợ thất bại làm bừa không có kế hoạch không có mục đích nghĩ tới cái gì là làm cái đó trong mấy năm nay nhờ phát huy tinh thần đổi mới wanda đã nhanh chóng phát triển hai la mã Đổi mới của Wanda. Trong 24 năm, Wanda đã qua mấy bước đổi mới. Bước thứ nhất, cải tạo khu dân cư cũ. Năm 1988, khi mới thành lập, Wanda là một doanh nghiệp rất nhỏ. Khi đó phát triển bất động sản phải có chỉ tiêu kế hoạch. Xin được chỉ tiêu thì mới có thể xin đất. Chỉ tiêu kế hoạch là do Ủy ban kế hoạch nhà nước thống nhất phân chia ở đại liên chỉ có ba công ty bất động sản nhà nước mới xin được chỉ tiêu wanda không có chỉ tiêu kế hoạch chỉ có thể bỏ tiền mua lại chỉ tiêu của họ doanh nghiệp phải tìm cách sống qua ngày sau này chúng tôi đi tìm chính quyền thành phố trình bày rằng cho dù dự án ở chỗ nào chỉ cần có việc làm có cơ man đều được khi đó phía bắc trụ sở chính quyền có một khu ổ chuột trên phố bắc kinh do trông rất khó coi nên nhiều lần chính quyền thành phố yêu cầu ba công ty bất động sản nhà nước tiến hành cải tạo, nhưng không ai chịu làm. Thấy chúng tôi chủ động tìm tới, nên chính quyền thành phố liền đề xuất, nếu đồng ý cải tạo khu ổ chuột đó thì sẽ giao chỉ tiêu, phê chuẩn, quy hoạch. Khi tính toán, chi phí xây dựng khu ổ chuột phố Bắc Kinh là 1.200 tệ một mét vuông, nhưng khi đó ở Đại Liên, nhà ở bán đắt nhất cũng chỉ 1.100 tệ một mét vuông để có lợi nhuận, buộc chúng tôi phải nghĩ cách để bán được giá 1.500 tệ. Chúng tôi đã có một số đổi mới trong dự án này. Một là làm khung cửa sổ bằng hợp kim nhôm rất hiếm gặp ở vùng Đông Bắc. Chúng tôi liền áp dụng ở phố Bắc Kinh. Hai là khi đó vừa mới xuất hiện loại cửa chống trộm. Chúng tôi liền lắp đặt cửa chống trộm ở khu phố Bắc Kinh. Thứ ba, lúc đó nhà ở không có phòng khách. Chúng tôi liền làm một phòng khách Thứ tư, lúc đó ở Đại Liên chỉ có cán bộ cấp viện trở lên mới được ở nhà có phòng vệ sinh. Ở phố Bắc Kinh, chúng tôi xây mỗi nhà một phòng vệ sinh. Sau đó, chúng tôi lại đổi mới trong cách tiếp thị bán hàng, đưa ra một quyết định táo bạo, bỏ ra 80.000 tệ để tài trợ một bộ phim truyền hình Hồng Kông, Đài Loan. Hồi đó, loại phim này rất được ưa chuộng. Qua đó, nhà nhà đều biết tới khu dân cư phố Bắc Kinh. Những đổi mới đó đã mang lại rất nhiều lợi ích. Hơn 1.000 căn hộ ở phố Bắc Kinh trong một tháng đều bán hết, mà giá bình quân còn lên tới 1.600 tệ một mét vuông, tạo ra kỷ lục thời bấy giờ. Doanh nghiệp thu được 10 triệu tệ lợi nhuận. Quan trọng hơn là Wanda trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong nước tiến hành cải tạo khu dân cư cũ, tạo nên dấu mốc trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Từ đó về sau, được hưởng trái ngọt rồi, cứ ở đâu có khu dân cư cũ cần cải tạo, chúng tôi đều đến làm, nhanh chóng mở rộng quy mô doanh nghiệp. Đến năm 1992, Wanda đạt doanh thu khoảng 2 tỷ tệ, chiếm 25% thị phần bất động sản ở Đại Liên. Bước đổi mới thứ hai, phát triển ra toàn quốc. Đầu năm 1992, đồng chí Đặng Tiểu Bình đi miền Nam phát biểu đề xướng cải cách táo bạo hơn nữa, nhanh hơn nữa. Tôi nghe nói cảm thấy máu nóng hừng hực. Khi đó cả nước lan truyền câu nói, đông tây nam bắc trung muốn phát tài phải đến Quảng Đông. Tôi quyết định đến Quảng Châu phát triển bất động sản. Khi đó chính sách nhà nước không cho phép công ty ở tỉnh ngoài đến mở công ty, nhưng ông trời không tuyệt đường của con người, chúng tôi tìm công ty bất động sản Hoa Kiều ở địa phương giúp chúng tôi thành lập một công ty con. Chúng tôi trả tiền quản lý tới Quảng Châu chúng tôi xây dựng một khu dân cư rộng 4.000 mét vuông do lúc bấy giờ chưa hiểu rõ văn hóa địa phương, năng lực kiểm soát chi phí, trình độ quản lý còn thiếu sót nên mặc dù không kiếm được mấy tiền nhưng đã giành được niềm tin. Wanda cũng từ đó trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước vươn ra tỉnh ngoài để phát triển. Có được kinh nghiệm rèn luyện tinh thần táo bạo, Wanda liên tục phát triển đến năm 1997 bắt đầu phát triển ra các tỉnh. Tính đến nay, Wanda đã tới 80 thành phố ở 28 tỉnh thành, khu tự trị như Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, Quý Châu, vân vân. Để đầu tư, trở thành doanh nghiệp kinh doanh ở nhiều tỉnh thành nhất cả nước. Bước thứ 3, mô hình đổi mới. Về mặt đổi mới mô hình, Wanda chủ yếu áp dụng các biện pháp sau: Thứ nhất, dựa vào các ông lớn, đầu năm 2000, chúng tôi nhận thức được rằng phát triển nhà ở có nhiều rủi ro. Thứ nhất, doanh nghiệp kinh doanh nhà ở không phát triển lâu dài. Sau khi hoàn thành quá trình đô thị hóa, nhu cầu nhà ở giảm sút, đại đa số doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa. Đây là do đặc điểm ngành nghề quyết định. Thứ hai, làm nhà ở dòng tiền thu về không ổn định. Khi có nhà để bán thì có tiền sau khi bán lại phải mua đất mới, lại thiết kế xây dựng, dòng tiền lại hết. Thứ ba, lúc đó tôi bị thức tỉnh bởi một sự việc. Khi mới khởi nghiệp có hai nhân viên vào công ty, một người bị ung thư, một người bị bệnh gan, lúc đó không có bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp tư nhân phải tự chi tiền. Tôi thấy không thể có bệnh không chữa, liền cho hai người đó tiền trị bệnh. Một người tiêu mất hơn 2 triệu tệ một người hơn một triệu tệ. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ. Wanda còn là doanh nghiệp trẻ, mới phát triển hơn 10 năm. Khi phát triển 30 đến 40 năm, quy mô hàng mấy chục nghìn người, nhiều người già, nghỉ hưu rồi, lấy tiền mua thuốc ở đâu? Vì anh em cũng là vì bản thân, tôi đưa ra hai điều kiện phát triển. Đó là dòng tiền dài hạn và ổn định. Như thế nào mới có được dòng tiền dài hạn ổn định? Thông qua họp bàn thảo luận chúng tôi quyết định làm bất động sản thương mại. Vì khi làm nhà ở chúng tôi biết, nhưng thu hút doanh nghiệp tới kinh doanh lại không hiểu. Nhưng có thể mời người có hiểu biết tới. Lúc đó họ ba ngày liền. Lịch sử Wanda gọi là hội nghị tôn nghị quyết định phương hướng phát triển đúng đắn cho doanh nghiệp. Sau khi quyết định làm bất động sản thương mại, ý tưởng đầu tiên của Wanda là tìm người bảo trợ. Trước đó, Wanda cũng đã từng cho thuê bất động sản có 7 8 cái chợ và nhà hàng nhỏ, nhưng thường bị nợ tiền thuê, khiến chúng tôi buộc phải thành lập một đội thu nợ. Để ngăn ngừa tình trạng trên, chúng tôi đề xuất nhất định phải tìm người có thực lực mạnh để cho thuê. Cần phải cho 500 doanh nghiệp lớn của thế giới thuê, đồng thời quyết định bắt đầu từ Walmart. Chúng tôi tìm phó chủ tịch về phát triển của Walmart, hẹn rất lâu mới có thể gặp mặt. Ông ta nghe xong ý kiến của tôi liền cười đây là cảm giác bị coi thường có thể ông ta nghĩ một công ty nhỏ như vậy sao dám đề xuất hợp tác vua mát tôi nói đi nói lại với ông ta chúng tôi có điều kiện tốt cuối cùng ông ta đồng ý không nói tới hợp tác vội trước tiên hãy thử một dự án sau đó chúng tôi đích thân tới thông quyến nhiều lần tìm cách thuyết phục tổng giám đốc phụ trách khu vực châu á thái bình dương sau hơn nửa năm vài chục lần thuyết phục Walmart cuối cùng đã đồng ý Và chúng tôi hợp tác lần đầu tiên Ở Wanda Plaza Trường Xuân Chúng tôi nghĩ đủ mọi cách Để làm dự án thật tốt Để Wanda cảm thấy khả thi Từ đó tiếp tục hợp tác với chúng tôi Đến khi xây dựng tới Wanda Plaza thứ 5 Walmart đồng ý Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với chúng tôi Có thỏa thuận hợp tác trong tay Chúng tôi tích cực Tìm thêm các công ty đa quốc gia khác Để mời hợp tác Cũng có cả các công ty trong nước như Sân Ninh, Uamay. Các thương hiệu này đã giúp Wanda Plaza rất nhiều trong thời kỳ đầu phát triển. Nhờ có những ông lớn này mà chúng tôi có thể nhìn cao hơn, đi nhanh hơn, nhờ thế chiến lược đã thành công. Ưu điểm khi hợp tác cùng các công ty đa quốc gia, không chỉ về mặt thương mại mà chủ yếu là văn hóa và cách quản lý của họ mang lại rất nhiều bài học cho Wanda. Phát triển tới ngày nay, Wanda là doanh nghiệp có nhiều đối tác nhất Trung Quốc, hơn 5.000 đối tác chiến lược, trong đó có hơn 300 công ty đa quốc gia. Quan hệ của chúng tôi với các doanh nghiệp cũng hoàn toàn chuyển hướng. Hiện nay, các doanh nghiệp này đều phải nhìn thái độ của chúng tôi khi làm việc, đúng như một câu nói trong kinh doanh. Khách lớn bắt nạt cửa hàng, cửa hàng lớn bắt nạt khách. Điều này cũng chứng minh đổi mới ngoài táo bạo còn về kiên trì phải dám làm thì mới có thể thành công. Thứ hai, chuỗi ngành nghề. Chúng tôi phát triển Wanda Plaza vài năm sau phát hiện ra có vấn đề trong nước không có viện thiết kế nào có thể làm tốt loại dự án này. Họ chủ yếu thiết kế nhà ở hoặc cửa hàng bách hóa, không thể thiết kế trung tâm thương mại. Chúng tôi chỉ có thể mời các công ty ở Australia, Mỹ về thiết kế. Làm như vậy phát sinh vấn đề. Thứ nhất là phí thiết kế cao, thứ hai là thời gian thiết kế dài, không theo kịp tốc độ phát triển của Wanda. Chúng tôi suy nghĩ, nếu bất động sản thương mại là con đường chúng tôi theo đuổi, là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp thì nhất định phải có viện thiết kế quy hoạch và công ty quản lý của riêng mình. Không thể đặt sinh mệnh của mình vào tay người khác. Bắt đầu từ năm 2003, Wanda đã thành lập viện thiết kế và công ty quản lý kinh doanh của riêng mình. Viện quy hoạch của Wanda hiện tại là viện quy hoạch thương mại duy nhất cả nước, chuyên thiết kế trung tâm thương mại và khách sạn năm sao. Viện quy hoạch thương mại có hơn 200 người, có thể độc lập hoàn thành việc thiết kế, xây dựng, kết cấu, sửa sang trang trí, lắp đặt điện máy cho trung tâm thương mại và khách sạn năm sao. Như vậy, không chỉ tiết kiệm chi phí mà quan trọng hơn là để wanda có quyền sở hữu trí tuệ có được năng lực cạnh tranh cốt lõi trong quản lý doanh nghiệp cấp thứ nhất là bán sản phẩm cấp thứ hai là bán thương hiệu và cấp thứ ba là bán tiêu chuẩn viện quy hoạch của wanda đã xây dựng quy phạm về phòng cháy chữa cháy cho trung tâm thương mại tiêu chuẩn đánh giá tiêu chuẩn quản lý cho bộ công an bộ xây dựng bộ thương mại thể hiện địa vị của wanda trong ngành công ty quản lý kinh doanh wanda thành lập đã có tác dụng to lớn với việc phát triển Wanda Plaza nhanh chóng. Tính đến năm 2011, công ty quản lý kinh doanh đã liên tiếp 6 năm đảm bảo mức thu tiền thuê đạt 99,6%, nằm trong danh sách các công ty có tỷ lệ thu tiền thuê cao nhất thế giới. Thứ ba, tiêu chuẩn hóa. Khi đã có mô hình kinh doanh, hình thành chuỗi ngành nghề hoàn chỉnh, Wanda còn phải nghiên cứu tiêu chuẩn hóa vì chỉ nhờ tiêu chuẩn hóa mới có thể nhanh chóng phát triển. Đầu tiên là xây dựng danh sách thương hiệu. Trước hết Wanda phân chia các doanh nghiệp và thương hiệu hợp tác cùng mình thành các loại khác nhau. Xây dựng danh sách thương hiệu, quy định chỉ những ai có tên trong danh sách thương hiệu mới được hợp tác với Wanda. Sau đó chúng tôi phân chia các thương hiệu thành 4 cấp A, B, C và D. Wanda Plaza phân chia cửa hàng thành 3 cấp A, B và C. Cửa hàng cấp A chỉ được thu hút thương hiệu cấp A, B. Cửa hàng cấp B được mời thương hiệu cấp A, B, C. Chỉ có cửa hàng cấp C mới được mời thương hiệu cấp D. Mỗi năm danh sách thương hiệu này được điều chỉnh một lần. Khi phát sinh sự cố lớn sẽ đưa vào danh sách đen. Làm như vậy thì mặt tốt là có thể đánh giá các cửa hàng một cách chuẩn xác ngăn chặn tình trạng tham nhũng. Thứ hai là dự án thực hiện quản lý theo mô đun. Chúng tôi phân chia các bước phát triển dự án bất động sản thương mại thành 400 bước theo thời gian. Trong mỗi bước, các phòng ban liên quan phải làm gì đều có quy định nghiêm ngặt. Các bước này được phân chia thành 3 cấp, các cấp bậc khác nhau do các cấp lãnh đạo khác nhau giải quyết. Ví dụ, chủ tịch chỉ quan tâm tới cấp thứ nhất, phó chủ tịch quan tâm tới cấp thứ hai, công ty dự án chú trọng vào cấp thứ ba. Sau khi quy định xong, chúng tôi làm một phần mềm quản lý theo mô đun. Tháng 11 hàng năm, chúng tôi nhập tất cả các hạng mục công việc của từng đơn vị, từng người, từng ngày vào hệ thống. Hệ thống thông tin này có thể tự động kiểm tra nếu đến hạn mà chưa hoàn thành theo tiến độ, sẽ sáng đèn vàng để cảnh báo. Nếu trong khoảng thời gian quy định mà không khắc phục bổ sung, sẽ chuyển sang đèn đỏ khi có đèn đỏ thì người có trách nhiệm sẽ bị trừ điểm ảnh hưởng tới thu nhập của họ làm như vậy giúp công việc quản lý ở wanda hoàn toàn trở thành quản lý theo mô đun tiêu chuẩn hóa và theo quy trình bước thứ tư kinh doanh văn hóa wanda plaza không chỉ có mua sắm mà còn quan uống vui chơi giải trí là trung tâm có rất nhiều loại hình phục vụ cuộc sống để wanda plaza có thể phát triển wanda plaza cũng mở dạp chiếu phim đại siêu thị và các ngành kinh doanh văn hóa khác mấy năm gần đây chúng tôi lại có kế hoạch kinh doanh về văn hóa hiện nay đã bước vào năm ngành kinh doanh như khu văn hóa trung tâm, biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, dạp chiếu phim, chuỗi khu vui chơi giải trí, siêu tầm tranh cổ Trung Quốc. Thứ nhất, nói về ngành kinh doanh dạp chiếu phim. Năm 2005, Wanda gia nhập ngành kinh doanh dạp chiếu phim, thực ra là bị bắt buộc. Ban đầu tôi không muốn làm kinh doanh, chỉ muốn cho thuê nhà. Đầu tiên, chúng tôi tìm đài phát thanh truyền hình Thượng Hải. Hai bên ký kết thỏa thuận, họ đồng ý cùng chúng tôi phát triển. Nhưng không ngờ nửa năm sau, sáu dạp chiếu phim của chúng tôi vừa hoàn thành sáu dạp chiếu phim, thì ở đây thay tổng giám đốc nói rằng không thể rời xa Thượng Hải. Theo thỏa thuận, số tiền đặt cọc họ đã nộp 20 triệu tệ, chúng tôi có thể không trả lại. Nhưng chúng tôi không trả tiền thì thất thoát tiền vốn nhà nước, nên chúng tôi vẫn trả lại số tiền đó cho Đài Phát Thanh Truyền hình Thượng Hải. Wanda cũng không phải loại doanh nghiệp kiếm tiền nhờ đó. Sau đó chúng tôi lại tìm một tập đoàn kinh doanh văn hóa lớn nhất thế giới là Tham Warner. Hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược bí mật. Tham Warner rất tích cực, nhưng không đến một năm Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Quy định doanh nghiệp nước ngoài không thể kinh doanh quản lý dạp chiếu phim. Hơn nữa đầu tư cổ phần không được vượt mức 49%. Tham Warner không thành vấn đề lớn. Lúc này tôi nói một câu trong đại hội cổ đông công ty rằng Làm dạp chiếu phim khó khăn Nhưng có khó đến mức không làm nổi không? Như thế này Wanda bị bức bách rồi Hãy thành lập công ty kinh doanh dạp chiếu phim riêng Thật không ngờ Ủy thác người khác quản lý trong 3 năm Đều bị lỗ Đến khi công ty kinh doanh dạp chiếu phim Wanda thành lập năm đó liền thu lợi nhuận Hơn nữa không cẩn thận trở thành người dẫn đầu trong ngành Đến cuối năm nay, Wanda có 115 dạp chiếu phim đẳng cấp 5 sao, có hơn 1.000 phòng chiếu, trở thành chuỗi dạp chiếu phim lớn nhất châu Á. Thứ hai, nói về khu văn hóa trung tâm. Tại Vũ Hán, Wanda đầu tư 50 tỷ tệ để xây dựng khu văn hóa trung tâm, trong đó có 10 dự án văn hóa. Cốt lõi nhất là khu dạp chiếu phim kỹ thuật cao và Hansok, khu dạp chiếu phim kỹ thuật cao khai trương năm 2014, kết hợp dạp chiếu phim kỹ thuật cao mới nhất trên thế giới và hoạt động vui chơi tương tác bao gồm dạp chiếu phim 4D, dạp chiếu phim 5D, dạp chiếu phim bay, dạp chiếu phim tương tác, dạp chiếu phim không gian, dạp chiếu phim về các thảm họa vân vân. Công trình này cả thế giới chỉ có một là sáng tạo hoàn toàn từ Wanda. Chúng tôi đầu tư 2,5 tỷ tệ xây dựng chương trình biểu diễn nước Han Show. Trong khu văn hóa trung tâm Vũ Hán, còn có cả hiệu sách lớn nhất tỉnh Hồ Bắc, nhà trưng bày tượng sáp, dạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc, khu hát karaoke, sân khấu biểu diễn đàn nghệ thuật, sân khấu biểu diễn kịch, vân vân. Khu văn hóa trung tâm Vũ Hán khai trương vào tháng 9 năm 2011. Trong đợt khai trương, mỗi ngày lưu lượng khách đến đạt trên 100.000 người được bình chọn là một trong những địa điểm tiêu biểu ở Vũ Hán năm 2011 và đợt quốc khánh lưu lượng khách lên tới 2,4 lượt người là nơi duy nhất trong cả nước được đưa vào danh sách điểm đến mới trong kỳ nghỉ của quốc gia được chọn là mô hình xây dựng khu vui chơi văn hóa mới Thứ ba, về biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn Wanda hợp tác với hai người giỏi nhất về biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn trên thế giới đầu tư 10 tỷ tệ xây dựng 5 tiết mục biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới ở Trung Quốc. Người thứ nhất là Franco Dragon, chuyên gia biểu diễn nghệ thuật hàng đầu thế giới, từng chuẩn bị và đạo diễn cho chương trình nổi tiếng như Oso ở Las Vegas, sân khấu vũ điệu nước ở Macau, Trung Quốc. Người thứ hai là Mark Fisher, bậc thầy nghệ thuật kiến trúc hàng đầu thế giới, là người chỉ đạo chương trình khai mạc tại Thế vận hội Bắc Kinh Á Vân hội Quảng Châu, Thế Vận hội Luân Đôn. Thứ tư, về liên kết văn hóa và giải trí. Đến cuối năm 2012, có thể mở 63 khu hát karaoke, chỉ cần mất 3 năm để vươn tới vị trí đầu ngành. Siêu tầm tranh chữ Trung Quốc Hoạt động siêu tầm của Wanda bắt đầu từ hơn 20 năm trước. Ban đầu là do sở thích của cá nhân tôi. Dưới sự hướng dẫn của những người am hiểu, Tôi đã sưu tầm tranh chữ của hơn 100 họa gia Trung Quốc, sưu tầm các tác phẩm tiêu biểu của mỗi họa gia. Hiện nay trong giới sưu tầm, vị thế của Wanda cũng ngang với vị thế trong ngành bất động sản thương mại. Đã nhiều lần tổ chức hoạt động triển lãm đại biểu cho quốc gia, tham gia giao lưu với nước ngoài. Bước thứ năm, du lịch nghỉ dưỡng. Sau khi bất động sản thương mại của Wanda phát triển mạnh mẽ, theo lời mời của tỉnh Cát Lâm xây dựng núi Trường Bạch. Từ đó bước vào ngành kinh doanh mới này, khu nghỉ dưỡng quốc tế núi Trường Bạch có số vốn đầu tư 20 tỷ nhân dân tệ. Tháng 7 năm nay khai trương toàn bộ, dự án núi Trường Bạch cũng cổ vũ cho niềm tin vào ngành kinh doanh khu nghỉ dưỡng của Wanda. Sau đó, Wanda lại tiếp tục đầu tư vào dự án Tây Song Bản Nạm. Dự án này đầu tư 15 tỷ tệ, quy mô vô cùng lớn. Mấy năm nay, Wanda đầu tư mạnh mẽ vào khu nghỉ dưỡng, thu được thành tựu to lớn, được các công ty trong ngành trên thế giới coi trọng. Hiệp hội công viên giải trí và điểm du lịch đã chấp nhận Wanda là hội viên cao cấp. Hiện tại hiệp hội này chỉ có 6 hội viên cao cấp, trong đó có Disney, Universal Studio, Oxen Park là những công ty lớn. Wanda là hội viên cao cấp duy nhất ở châu Á. Du lịch văn hóa đã trở thành ngành kinh doanh chủ lực cốt lõi ngoài bất động sản thương mại của Wanda. Nhưng nữa, bản thân tôi trong 3 năm qua suy nghĩ rất ít về bất động sản thương mại mà chỉ chú trọng du lịch văn hóa. Từ xu hướng chung xem xét, nhà nước đã có quy hoạch chiến lược dài hạn để phát triển ngành tiêu dùng Trung Quốc. Năm 2015, thị trường tiêu dùng Trung Quốc sẽ thay đổi lớn, từ con số 15,7 nghìn tỷ tăng lên 30 nghìn tỷ, tương đương thị trường tăng lên 15 nghìn tỷ. Đến năm 2020 lại một lần thay đổi lớn nữa, đạt mức 62 nghìn tỷ, tăng 45 nghìn tỷ. Lúc này Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ, trở thành thị trường hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới. Quá trình phát triển của Wanda phù hợp với phương hướng phát triển chiến lược dài hạn của quốc gia, thuận theo thời thế. Trong 3 đến 5 năm, Wanda nhất định trở thành doanh nghiệp đẳng cấp thế giới trong ngành kinh doanh văn hóa và du lịch nghỉ dưỡng. Hơn nữa tôi tin rằng Wanda nhất định cống hiến cho Trung Quốc. Làm bất động sản là làm dự án, làm kinh doanh. Nhưng du lịch văn hóa là làm về lịch sử, thành tựu càng cao hơn. Bước thứ 6. Phát triển ra nước ngoài Đầu năm nay, Wanda đề xuất quy hoạch chiến lược 10 năm. Mục tiêu chủ yếu là phát triển ra nước ngoài. Chúng tôi đề ra khẩu hiệu không làm gà quẩn cố say trong vòng 10 năm trở thành công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới. Năm nay, Wanda đã có một thương vụ sáp nhập xuyên quốc gia chấn động thế giới. Ngoài sáp nhập, Wanda còn tiến hành đầu tư trực tiếp. Wanda sẽ dùng thực lực để chứng minh doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc cũng có thể trở thành công ty đa quốc gia nổi tiếng thế giới, trở thành nhân vật chính trên vũ đài quốc tế. Ba la mã, lợi thế cạnh tranh của Wanda. Lợi thế cạnh tranh của Wanda thể hiện ở bốn phương diện. Phương diện thứ nhất, phát triển nhanh, 24 năm Kể từ khi thành lập, Wanda đã đạt tốc độ phát triển từ hai con số trở lên. Trong 5 năm gần đây, mỗi năm tỷ lệ tăng trưởng vượt mức 35% so với năm trước. Dự tính cuối năm nay, thu nhập của tập đoàn sẽ vượt mức 140 tỷ tệ. Về thu nhập, có thể được vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn của thế giới. Dự tính đến năm 2014, thu nhập của Wanda sẽ vượt mức 200 tỷ tệ vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn thế giới. Lợi nhuận dòng, giá trị công ty và tài sản đều có thể xếp thứ hạng cao. Điều này cũng có nghĩa là trong 3 đến 5 năm tới, Wanda sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Phương diện thứ hai, dẫn đầu ngành. Mọi ngành Wanda tham gia đều đạt vị trí đầu ngành trong nước hay thậm chí quốc tế. Đến cuối năm nay, số bất động sản do Wanda sở hữu xếp thứ ba trong ngành. Nếu tốc độ phát triển hiện tại bình thường không thay đổi, thì đến năm 2015, Wanda sẽ trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản toàn cầu. Đến cuối năm nay, Wanda sẽ trở thành chủ sở hữu khách sạn 5 sao lớn nhất thế giới. Công ty đã mở 38 khách sạn, hiện đang xây thêm hơn 40 khách sạn nữa. Cuối năm nay, Wanda sẽ trở thành công ty kinh doanh văn hóa lớn nhất Trung Quốc quy mô dạp chiếu phim xếp thứ nhất ở châu Á. Công ty biểu diễn nghệ thuật trong năm 2014 sẽ khai trương hai dự án, khi đó sẽ trở thành công ty lớn trong ngành biểu diễn nghệ thuật toàn cầu. Du lịch nghỉ dưỡng hiện nay đã được ngành nghề công nhận trở thành doanh nghiệp đầu tư lớn vào ngành này trên toàn cầu. Cửa hàng bách hóa của Wanda là một trong những chuỗi lớn nhất Trung Quốc. Năm ngành nghề Wanda đã từng tham gia, mục tiêu thấp nhất là dẫn đầu ở trung quốc hệ thống tham chiếu cho mục tiêu của chúng tôi là ngành nghề trên thế giới đạt tới vị trí hàng đầu thế giới không có gì không tốt chỉ cần doanh nghiệp chính quy thị trường hóa có lợi nhuận thì nên dũng cảm tham gia hiện nay trong năm ngành nghề wanda tham gia công ty đều đạt vị trí hàng đầu thậm chí trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới nói không khiêm tốn lắm thì chỉ cần ngành nào wanda tham gia thì các doanh nghiệp nhà nước, thậm chí doanh nghiệp trung ương đều không có cơ hội dẫn đầu nữa. Căn cứ vào xu hướng phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp tư nhân, 10 năm sau các bạn có thể thấy doanh nghiệp tư nhân sẽ trở thành chủ thể trong các doanh nghiệp Trung Quốc. Phương diện thứ ba, siêu lợi nhuận. Ưu điểm của đổi mới là tôi có mà người khác không có, trên thị trường sẽ giành được quyền định giá giành được lợi nhuận cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp cùng ngành. Ví dụ cả nước có hơn 130 dạp chiếu phim, dạp chiếu phim muanda chỉ chiếm 7% số phòng chiếu nhưng lại tạo ra 15% thu nhập. Mỗi phòng chiếu có thu nhập cao gấp đôi trở lên so với các phòng chiếu khác. Lợi nhuận dòng bình quân cao gấp 3 lần các phòng chiếu khác. Đây là lợi ích có được khi đổi mới quản lý. Phương diện thứ tư được chào đón. Wanda hiện nay khi làm việc, bất kể là Wanda hay khách sạn cao cấp, đặc biệt là kinh doanh văn hóa và du lịch nghỉ dưỡng, đều được chính quyền các địa phương và người dân hoan nghênh nhiệt liệt. Rất ít doanh nghiệp khi làm việc lại được chính phủ chào đón, nhân dân vui mừng như vậy. Một trung tâm Wanda Plaza tạo ra hàng vạn việc làm, nộp thuế cao, lại có thể thúc đẩy khu vực phát triển vì thế hiện nay chính quyền các địa phương đều đua nhau mời wanda tới làm dự án wanda chỉ có thể chọn một phần ba hay thậm chí một phần tư trong số đó nguyên nhân thành công có môi trường sự chăm chỉ nhân tài nhưng cốt lõi căn bản là dám làm dám thử dám làm điều người khác chưa từng làm dám nghĩ điều người khác chưa từng nghĩ như vậy mới có thể thành công sáng tạo mới mang lại lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp phát triển nhanh chóng. Sau đây xin mời các bạn đưa ra câu hỏi. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả bài phát biểu của Vương Kiện Lâm tại Đại học Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 12 năm 2005 và bài phát biểu của ông tại Đại học Thanh Hoa vào ngày 25 tháng 4 năm 2012. Và tiếp ngày sau đây kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi những câu trả lời tại chỗ của ông tại hai lần phát biểu này.